về cái nghề này chúng tôi phải nói là trước mắt là bé tí hồi nó 4 trên 10 hồi xưa là tôi phải làm nghề này phụ bố tôi rồi. Xong bắt đầu là học lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 là đều phải phụ bố tôi. Hai chiều học ngày phải ra phụ bố thêm 1-2 tiếng vì con người ra nhà làm nghề thì không bao giờ tránh khỏi được cái phụ bố mẹ trong lúc khó khăn hoặc thời gian bao cấp. Chỗ ngồi để vào đấy. Đúng là mình yêu người, chúng tôi là mình yêu người. Mình cảm thấy mai sau mình không làm nữa là con cái mình không làm mà không ai thay thế mình. Có thành một cái gì đó nó buồn bã. Nhưng tôi lấy mấy ngày Tết tôi nghỉ đấy, mùng 5 Tết, mùng 6 Tết tôi chán. Mùng 10 tôi mở cửa hàng, nó cứ lên ra vào, ra vào, tôi ngồi tôi mở cửa hàng tôi ngắm thôi. Cảm thấy rất vô tư và nhất. Đó, mình thứ nhất là mình nhìn cái lò, cảm thấy nó vui. Hay nhìn cái thùng nước mình, khách cửa ra vào đây là mến mình, ai nên làm cho tôi. Đấy là cái đó mình vui. Mình làm để làm bằng bàn tay và khó, mình làm để đẹp cho mọi người và mình làm để nuôi vợ nuôi con. Không phải nuôi vợ nuôi con, mình học đại học thì mình hãy nhận rồi. Còn vợ mình thì đi làm cơ quan nhà nước thì cũng có tiền thôi. Nhưng làm sao đừng để cho mai một ông cha ta để lại cho những cái gì di sản cái gì đó thì chúng ta phải gắn bó. Và chúng ta gắn bó chúng ta phải tôn trọng người ta, tôn trọng cái di sản là di sản. Lò rèn đây rõ ràng, cố lò rèn cũng còn người làm. Đấy tôi hãy nhận như thế.